Bắt đầu. Xin chào các anh em nhé. Hôm nay thì Hoàng Gia Đô vừa tiếp về một cái lô hàng, như anh em đã thấy đây, rất nhiều cái thùng hàng vừa về. Hôm nay thì Hoàng Gia Đô về thêm được rất nhiều cái dàn loa của dàn mini. Thì hôm nay thì Hoàng Gia Đô sẽ khui hàng luôn cho anh em xem. Đây là những cái loa mini đây. Đợt này lô hàng rất là đẹp nhé. Đợt này Hoàng Gia Audio về hơn 100 bộ dàn mini. Thông báo với anh em là đợt này hàng về rất là đẹp. Anh em có thể nhìn thấy đây là những cái dàn mini của Hoàng Gia Audio này. Đó, đây là cái cục chính của nó đây. Đây là loa của nó rất đẹp đây. Anh em nhìn nhé, bây giờ Hoàng Gia sẽ bóc thử một chiếc loa. Anh em cùng kiểm định này. Rất đẹp luôn. Rất hiếm mà khi có những cái đợt hàng mà loa dàn mini mà đẹp như này về đây. Rất ít khi là anh em nhìn này. Thành vách này, góc cạnh này, rất là đẹp này. Đấy, cái dây này bị cắt dây rồi này. Đấy, anh em về có thể nối đây nhá. Đấy, các góc cạnh này đẹp, e căng là rất là đẹp này. Đó, đây anh em nhìn này. Đấy, còn nguyên bụi nhá, anh em nhìn này. Đó, cái này đi về thì Hoàng Gia Đô sẽ test và sẽ vệ sinh, test sau đó vệ sinh rồi bắt đầu sẽ lọc ra những cái bộ nào nó đẹp thì sẽ báo giá cho anh em trong những video sau. Đây những cái bộ, đây là bộ, đây là âm ly của nó đây. À, anh em nhìn này, rất là đẹp nhá. Mình sẽ bóc thử một vài bộ để cho anh em xem. Hôm nay mới về chỉ được khoảng 6-70 bộ thôi, còn khoảng một nửa số đấy nữa thì đang ở trên đường về. Đây anh em nhìn này. Đấy, đây là một đàn của Panasonic nhỉ. Panasonic anh em nhé. Đây, tất cả là chạy điện 110V, 100V này hết anh em nhé. Hàng nội địa của Nhật mà. Đó, dàn rất là đẹp. Đấy, cửa đĩa đây. Đó, thì anh em mình sẽ làm cái video test sau nhé. Đây là các, có các cổng này, cổng phone này, cổng aux này, có rất nhiều cổng luôn. Đó, cổng quang luôn này. Đấy, có những cả cổng quang luôn này. Có rất nhiều dàn đẹp. Mình sẽ gửi anh em trong những cái video tiếp theo nhé. Hôm nay thì đây chỉ là một video ngắn để giới thiệu cho các anh em biết là có rất nhiều cái hàng của dàn mini về giá rất là phù hợp thôi. Có những bộ nó chỉ khoảng 600-700, có những bộ khoảng 1-2-3 triệu cũng có. Thì mình sẽ báo giá chi tiết. Và anh em có cần những bộ dàn mini nào tầm bao tiền thì có thể comment ở phía dưới video này nhá. Hãy comment ở phía dưới video là muốn bộ dàn mini nghe nhạc khoảng tầm bao tiền. Thì mình sẽ làm cái clip cũng như là sẽ báo giá cho anh em trong cụ thể inbox qua số điện thoại qua Zalo. Vâng, cảm ơn anh em đã xem cái video này của Hoàng Gia Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video mới nhất của Hoàng Gia Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.